kinh khuyến tù. Việc trần thế khuyên ai phải gầm danh mà chê lời lắm mà chê bà công danh bọt nước ra gì. Mùi phố quê vẫn mây tan hợp mà sáng cho mấy cung rồi một kiếp mà giàu đến đâu chỉ hưởng một đời. Lẽ tử sanh đeo đuổi kiếp người, thân tử đại lấy đâu làm chắc, kia sanh tử thấy liền trước mắt. Chốn mộ phần lắm kẻ thanh xuân, tâm thân này vốn chỉ giả thân. Nay còn đó mãi chưa chắc được, phần nỗi bần nỗi giả thục phược. Sống trên đời sống được bao lâu, mới tóc xanh kẻ đã bạc đầu, rồi lại đến gò hoang một năm. Ôi hơi thở khi nhân duyên mượn tạm, một sớm vô thường trả lại thôi. Muốn việc đều nương mây tắc hơi, hơi vừa dứt việc đời cũng dứt. Nào sự nghiệp nhân thân tài vật, nhắm mắt rồi lại nắm tay không, sanh giả không, hề tự giả không. Đất nước lửa gió đâu tồn tại, rồi tự sanh luân hồi mãi mãi. Nổi trôi theo bể khổ trầm luân, gầm ngán thay định luật vô thường. Khuyên nhân thế tầm đường giải thoát, nếu chi nguyện thành cao mong đạt. Cầu nương theo giáo pháp Phật Đà, dốc một lòng từ giác giác tha. Hành ba chân hướng về đạo quả, kiếp thức tình mê độ buôn xa. Thôi đắm say huyền hoa hồng trần, lý nào phiền Phật cảnh cao đăng, thành chánh quả vô sanh bất diệt. Cầu chư Phật từ bi tiếp độ, cầu chư Phật từ bi tiếp độ, cầu chư Phật từ bi tiếp độ.